coi nào. Có tiền đây, giơ tiền kia. Có tiền đây không? Có tiền đây. Có môn này. Đây. Giỏi lắm. Oh. Rồi ôm lấy chứa đi. Nào, tiền này. Nào chứa này. Có tiền đây, giơ tiền kia. Có tiền đây không? Có tiền đây. Nào, mong đi mua sữa nào. Mua sữa chi? À, mong lấy sữa chi? Mua lấy sữa cho mong nha. Có mong này. Đây. Giỏi lắm. Oh. Rồi, ôm lấy sữa đi. Hay lắm nha. Hả? Đừng ngái nữa, con từ dưới đây. Này, ông này. Nào, tiền này. Nào, chứa này. Bye bye nha. Cái cỏi nha. À, lúc ba đang ngủ mà lấy tiền của ba đi ra đây mua sữa rồi à? Ừ lắm nha. Đấy nha, ba lên ba gọi Bi nữa. Anh đã làm lấy tiền của ba ở Bi. Ngon nha bà con. Rồi lấy tiền. Đâu.
tròn. Đây. Đấy, cái này của rồi. Anh Vy có lấy gì của ba không? Hay là món đấy? À, hết rồi, ba dọn nhá. Quần não thì không mặc, để như này chạy nhau nhau ngoài đường à? Có người gọi ba dậy chứ hả? Muốn làm gì phải nói chứ. Vì không học mon ra thì vì thấy là phải gọi ba chứ sao lại không nói gì để cho mon lấy vậy. Đứa thùng đồng với nhau đấy. Có không? Chọc em đánh như bây giờ. Con ơi, con ơi, đặt đổ hết hoa bây giờ. Nào đi đây nào. Chưa? Chưa?